Ôi chà, vú sữa anh em ơi, vú sữa. Quá trời đã luôn. Rồi sầu riêng nữa nè, măng cục nữa nè. Trời ơi, đã quá cây trái nha. Hello anh chị thân mến, chúng ta lại gặp nhau nữa anh chị ạ. Và hôm nay Hiệp trân trọng gửi đến anh chị mình hai sào đất nha, vườn sầu riêng nha anh chị thấy sau lưng Hiệp không? Đó, cực kỳ đã luôn. Mình mua cái vườn này là có thu nhập nha anh chị. Và đặc biệt hai sào đất này có 57 mét là mặt tiền đường bê tông. Và mình có 100 mét thổ cư luôn nha anh chị nha. Đó, anh chị muốn lề xây nhà vườn là ok luôn nha. Rồi thông tin chi tiết bây giờ Hiệp sẽ mời anh chị xem hết video của Hiệp nha. Và mảnh đất này gia chủ đang cho cái giá là 2 tỷ còn thương lượng nha anh chị. Ok không ạ? Anh chị nào mình về đây mình xây nhà yến cũng ok nha. Yến thì thấy quá trời luôn nè. Thấy chưa? Yến quá trời yến luôn. Đó, đường bê tông rộng rãi nè. Thấy không? Lại ngay đó là cỡ 100 mét là đó, trước đó đó. Cuối đó là con đường lớn, là con đường đi ra quốc lộ 20 á. Chim yến quá trời nè, vườn sầu riêng nè. Bơ nè. Chanh, tắc, măng cục. Đường bê tông rộng rãi, khu dân cư sầm uất, quá trời người đang hát karaoke. Đây. Chanh nè. Vườn sầu riêng nè. Cực kỳ đã luôn anh chị, và đất có 100 mét thổ cư nha. Đường bê tông rộng rãi nè, xe ô tô đang đậu luôn ha. Đó. Đi thẳng xuống đó là lòng hồ Trị An nha. Thẳng xuống đó là tầm khoảng 300m, 400m là tới lòng hồ Trị An nha. Đây có mấy cây vú sữa mát kìa. Đây của mình nha, quy vườn sầu riêng nha anh chị. Đó, anh chị thấy đất đai bằng phẳng tươi tốt nha. Đó. Sầu riêng thì phải nói là đang cho trái nè. Đó. Quá đã luôn anh chị ha. Quá đẹp luôn sầu riêng. Cực kỳ luôn. Đó, nhìn chung thì nó bằng phẳng hết rồi. Và sầu riêng ok rồi, chanh bơ đồ đầy đủ hết trơn rồi. Nhưng là cái mảnh đất này nè là gia chủ người ta nó có đó gần 7 sào. Thì anh chị mình mua là gia chủ mình cắt cả 2 sào nha anh chị. Cắt ra 2 sào bán cho mình ngang là 57 mét mặt tiền đường bê tông. Và có 100 mét thổ cư nha. Và hiện tại loại đất này là dịch vụ thương mại nha anh chị. Quy hoạch đất dịch vụ thương mại và hiện tại có 100 mét thổ cư, vườn sầu riêng đẹp như thế này. Đó. Để quay thực tế anh chị nha, và tư vấn rõ cho anh chị nha. Vị trí đất là thuộc xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nha anh chị. Từ ở đây anh chị mình đi lại khoảng độ 1 km là mình đụng cái chợ nha. Và chùa Chiền Giáo Xứ thì liền kề, và trường học cũng liền kề ở đây của mình rồi. Rồi mình đi từ đất này ra tới quốc lộ 20 là mất cho anh chị tầm khoảng 5 tới 6 km nha anh chị nha. Đó là đường ô tô mình vi vu ha, đường lớn đó. Còn nếu anh chị mình từ thành phố á, mình về tới đây á, thì nó là tới cây số 94 nha. Anh chị mình vẹo tới đây là nó tầm khoảng 5 cây số nữa đi là nó ra tới 99 km ha. Cho 100 đi. Anh chị từ Sài Gòn, anh chị mình về đây là 100 km nha. Được không ạ? Quá đẹp ha, đất đai bằng phẳng tươi tốt. Đường bê tông nha anh chị nha, khu dân cư sầm uất luôn. Đây, bông sầu riêng nè. Ồ, đã quá chị. Đó, ở dưới nữa nè. Trời ơi nè. Đã ha. Đó, 2.000 mét vuông. Giá là 2 tỷ còn thương lượng với 100 mét thổ cư nha anh chị, 57 mét mặt tiền đường bê tông. Cách quốc lộ là tầm khoảng 5 km, còn cách thành phố Hồ Chí Minh là 100 km. Anh chị quan tâm tới cái mảnh vườn này, anh chị alo cho Bất Động Sản 60 giây nha. Đó ha, giáp với từ cái đó đó nè, có hàng rào sẵn hết rồi nè, dọc tới đây luôn. 57 mét sầu riêng ha. Ôi ôi, chim yến nó bay quá trời luôn nè anh chị. Đó, chim yến à, quá trời chim yến luôn ha, cực kỳ đã luôn anh chị. Mình về đây mình làm nhà yến đây ngon anh chị ơi. Nó tại vì đây mình xuống khoảng 400-500 mét là mình tới lòng hồ Trị An rồi á, thành thử ra là nước đồ mát mẻ nè. Chắc yến này nó ở dưới nước, nó uống nước rồi lên đây nó kiếm mồi nó ăn nè. Quá trời nè. Wow. Quá đã luôn anh chị. Sầu riêng cực kỳ luôn ha. Sầu riêng bự chà bá lửa luôn. Đó. Rồi Hiệp kết thúc video đây nha anh chị nha. Anh chị quan tâm tới mảnh vườn này thì anh chị alo cho Hiệp nha.
cây đó nó có mấy cái con ấy. Quá đẹp luôn. Vườn siêu đẹp. Yến, yến quá chuyện luôn ha. Yến đây đầy. Ừ. Dân cư thì ở đông. Quá đẹp. Sầu riêng bể tay nè, nhà cửa dân cư đông. Đây mình ra có 100 mét là ra tới đường lớn. Đây mấy căn biệt thự đẹp quá. Dân dân đại gia không? Đó, biệt thự không thấy không? Ô, dữ dằn luôn. Quá đẹp. Vị trí này quá tuyệt vời anh chị ơi. Alo chị em chúng gấp nha.